Đố trên đập heo ăn Tết, cô gái khiến dân mạng vội vào xin vía vì nhìn núi tiền mà sướng con mắt. Cứ vào mỗi dịp năm hết Tết đến, mọi người lại thi nhau đập heo đất để xem thành quả mà mình tích góp trong một năm được như thế nào. Có những người khi đập thì phải tìm mãi mới ra được 1.000, nhưng có những người khi vừa mới đập ra thì đã làm dân mạng phải rần rần thi nhau vào xin vía. Theo đó, để cho tiệm kinh doanh của mình ngày càng phát đạt, cô gái có đặt một con heo đất kế bên thần tài ông địa. Nhưng ngày giáp năm, cô gái cùng nhân viên mang chú heo mỏng mỉm ra thịt. Cứ ngỡ đâu cũng sương sương vài tờ lấy vía cho vui nhà vui cửa. Chứ ai mà có ngờ, cô gái đập tới đâu thì tiền đổ tràn ra tới đó. Với một đống chỉ toàn tờ màu xanh, mệnh giá 500.000 đồng, ước chừng số tiền sau khi gom lại có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, khiến ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bên cạnh đó, không ít người sau khi xem xong đoạn clip cũng đã vội nhảy vào xin vía để có được sự sung túc ngày cuối năm. Xin vía cực mạnh để lợn nhà tôi cũng được ăn no mỏng mỉm giống như vậy. Nhìn người ta để heo thấy mà ham. Tôi cũng để heo mà nó lạ lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.